đã trở thành nỗi thoát ngang, người đã không bao giờ thấy buồn. Bởi giờ đây mẹ nằm trong chốn quan tài, đầu của con nằm chiếu vành khăn tang, hình bóng mẹ chỉ còn trong di ảnh. Với khói hương lững lờ, lòng chúng con đau đớn lắm mẹ ơi. Và giờ đây ca khúc lòng mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, có thể nói là ca khúc hay nhất, lời ca về tình mẫu tử mà đoàn ca nhạc chúng con xin được thay lời cho các con của mẹ, xin kính dâng lên người mẹ hiền, tri ân mẹ trong ngày chia xa hôm nay. Mà hai bàn tay thì vơi, tần tảo sớm hôm cha mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy mẹ che chở đời con. Mẹ ơi, chúng con có được như ngày hôm nay, cùng cha ơn mẹ chất đầy trong tim. Người đời và áo bằng kim, hôm nay mẹ mất chúng con biết vã tim bằng gì, nghẹn lòng biết nói điều chi, ngẩn ngơ con khóc thành dài mẹ ơi. Nhớ thuở ấu thơ chúng con vẫn khóc hờ bên cha mẹ, bên mẹ hôm nay nước mắt chúng con lại tuôn rơi. Mẹ ơi, giờ này đây đứng trước linh sàng, trước giờ đưa tiễn, tấm lòng thành con xin thắp tần hương, còn xin tiễn mẹ về nơi cuối tận trời xa. Bát đũa vẫn còn đây, chúng con đợi người về từ trong cõi nhớ, cánh màn khuya ủ rũ đợi chờ, mà giờ đây chúng con nghẹn ngào ứ lệ. Mẹ nằm đó trong quan người có thấu, để nơi đây chúng con gục đầu mà than thờ, lùi tay lại chẳng ở, cầu thêm giờ trời chẳng ban. Đầy nén nhang thơm với tấm lòng thành kính, còn xin tiễn mẹ về an giấc ngủ thần tiên. Một lạy này chúng con xin dâng lên mẹ hiền, để báo đáp công ơn sinh thành của mẹ mãi. Và giờ lại đây các khúc ơn nghĩa sinh thành, giáng kiếp nhà chúng con xin tiếp được đỡ lời cho các con của mẹ, xin được kính tặng mẹ hiền, tri ân mẹ trước giờ phút biệt ly. Thank you.
thủy hoàng kính quý, cụ đã ra đi vĩnh biệt đời, trần gian con cháu Lệ Tuân Sơn, cụ về cõi Phật hồn an nghỉ, con cháu Thảo Hiền lặng nhớ thương. Và giờ này đây chiếc linh sản cụ và tỏ lòng thành kính, xin cho phép giảng kiếp nhà chúng con được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trở lại về trước linh vị người các tận hương kính viếng. Hôm nay yên nghỉ cuối cùng, ban tang lễ và gia đình xin được trân trọng kính mời cán bộ và nhân dân thôn Đông Tân xã Đông Thời giờ này về chức linh vị cụ thắp cần hương và tiến hành lễ tri điều. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn cụ Phạm Thị Hoàng, kính thưa gia đình Trang Quyến, kính thưa các cụ ông, cụ bà, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân đang có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Lời nói đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt cho cấp ủy chính quyền của địa phương cùng toàn thể nhân dân trong thôn Đông Khê xin được gửi tới gia đình Tăng Quyến lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất. Nguyện xin cho hương hồn cụ sớm được hưởng chốn bồng lai tiên cảnh. Kính thưa toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, sau đây tôi xin được thông qua chương trình buổi làm lễ truy điệu cho cụ Phạm Thị Hoàng như sau. Một, giới thiệu cấp ủy chính quyền địa phương vào kính viếng và làm lễ truy điệu, phần này đã được thực hiện. 2. Giới thiệu đại diện cho các sở thôn lên đặt vòng hoa kính viếng. 3. Giới thiệu đại diện cho các đoàn thể của thôn lên thắp tuần hương kính viếng. 4. Giới thiệu đại diện cho cấp ủy chính quyền địa phương lên tóm tắt tiểu sử của cụ. 5. Giới thiệu đại diện gia đình lên đáp từ cảm ơn. 6. Gia đình, anh em, con cháu, nội ngoại lên thắp tuần hương lần cuối với cụ. 7. Quý tăng ni Phật tử chùa Hoàng Từ lên đọc kinh làm lễ. 8. Kết thúc nghi lễ dập mạch và di chuyển linh cữu an táng thi hài cụ về tại nghĩa trang thôn Đông Khê.
Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Thành, Phó trưởng thôn, lên đặt vòng hoa kính viếng. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đức Thắng, trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi bộ thôn Đông Khê lên thắp tuần hương kính viếng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Lanh, chủ hội viên hội người cao tuổi của thôn Đông Khê lên thắp tuần hương kính viếng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Chiến, chi hội trưởng hội cựu chiến binh của thôn Đông Khê lên thắp tuần hương kính viếng. Giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Loan, chi hội trưởng hội nông dân của thôn lên thắp tuần hương kính viếng. Trọng giới thiệu và kính mời bà Phạm Thị Tam, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Đông Khê lên thắp tuần hương kính viếng. Và kính mời bà Đỗ Thị Phin, chi hội trưởng hội chữ thập đỏ của thôn lên thắp tuần hương kính viếng. Thì tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Văn Luyện, ủy viên ban mặt trận khu xóm Nam Khê lên thắp tuần hương kính viếng. Chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Minh, chủ tịch hội đồng giáo xứ Đông Khê, ủy viên ban công tác mặt trận cơ sở thôn lên thắp tuần hương kính viếng. Để tưởng nhớ người đã khuất, xin mời đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Về vị trí nghỉ ngơi. Tiếp theo chương trình, tôi xin được thay mặt cho cơ sở thôn Đông Khê xin được tóm tắt tiểu sử của cụ Phạm Thị Hoặc như sau. Kính thưa hương hồn cụ Phạm Thị Hoặc, kính thưa gia đình Tăng Quyến, kính thưa quý cụ ông bà và toàn thể nhân dân đang hiện diện trong buổi tang lễ ngày hôm nay. Trong khi toàn thể nhân dân trong xã nói chung và với thôn nhà nói riêng đang cùng đảng, cùng quân, cùng dân trên cả nước chuẩn bị đón xuân Canh Tí 2020, cũng như thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cần thiết tại địa phương, thì chúng tôi nhận được tin cụ Phạm Thị Hoặc đã chút hơi thở cuối cùng. Với tấm lòng xót xa thương tiếc vô hạn này, hôm nay hội người cao tuổi thôn Đông Khê cùng các cụ ông, cụ bà, các ông, các bà, bạn bè, thân bằng, cố hữu gần xa và toàn thể nhân dân thôn Đông Khê nói riêng, xã Đông Cường và các xã lân cận nói chung quy tụ về nơi đây để tiễn đưa người hàng xóm, người mẹ thân thương của các con, người bà yêu quý của các cháu, người cụ vui tính của các chắc, người con dâu của gia tộc dòng họ Trần về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Cụ Phạm Thị Hoặc, sinh năm 1932, nguyên quán thôn Phạm Lâm, xã Đoan Tùng,
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Cụ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân thuần túy. Cụ được gia đình nuôi dưỡng và cho học đầy đủ đến khi trưởng thành. Đến năm 1950, tình yêu của cụ đã đơm hoa kết trái. Cụ lập gia đình cùng cụ ông là Trần Văn Bình, chú quán tại thôn Đông Khê, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Tại địa phương, cụ là xã viên hợp tác xã, là chi hội trưởng hội phụ nữ thôn năm 1965 và là hội viên hội người cao tuổi thôn Đông Khê, xã Đông Cường. Với gia đình, cụ là người vợ mẫu mực, có trách nhiệm. Cụ sinh được 9 người con, 3 người con trai và 6 người con gái. Các con của cụ nay đều đã yên bề gia thất. Trong đó có 2 người con trai của cụ là ông Trần Văn Sinh và ông Trần Văn Cường đã từng phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam, nay đã về nghỉ hưu. Cùng với người con gái là bà Trần Thị Hợi, hiện đang công tác tại huyện đội Đông Hưng, và những người con dâu, con rể của cụ hiện cũng đang công tác phục vụ quân đội nhân dân Việt Nam tại các quân khu như quân khu 3 và quân khu 7. Với các con, cụ luôn là người mẹ mẫu mực, trách nhiệm, hiền hòa, bao dung, hết lòng vì tương lai con cái. Với bạn bè, người thân và những người trong xóm, trong làng, cụ luôn vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được mọi người quý mến. Cụ Phạm Thị Hoặc do tuổi cao, sức yếu, mắc bệnh tuổi già nên sức cùng lực kiệt, cụ đã không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng tại gia đình vào hồi 16 giờ 7 phút ngày 13 tháng 1 năm 2020, tức ngày 19 tháng 12 năm Kỷ Hợi. Cụ hưởng thọ 88 tuổi. Kính thưa quý vị, đời người như chiếc lá kia, hôm qua còn thật rạng ngời đẹp tươi, nhân sinh lắm bẽ bàng, người đi để lại bàng hoàng cho ai. Ai qua được vòng đời sinh tử mà biết tin vẫn rất lệ u sầu. Cụ ra đi về hưởng chốn bồng lai tiên cảnh, cụ đi rồi u tịch cô liêu. Kính thưa hương hồn cụ, thôi thế là thôi, chỉ còn ít phút nữa là cụ sẽ vĩnh biệt chúng tôi để về với tiên tổ hưởng chốn bồng lai tiên cảnh. Tình đời đứt đoạn từ đây, nỗi đau khôn cùng ngàn thu vĩnh biệt. Với đạo đức của cụ, bạn bè làng xóm ai cũng lưu luyến tiếc thương. Cụ ra đi, các con của cụ mất đi một người mẹ hiền hòa, mẫu mực, kính trọng, bao dung, độ lượng. Các cháu, các chất mất đi một người bà, người cụ vui tính, yêu thương. Cụ ra đi, gia đình như mất đi một trụ cột vững chắc, một chỗ dựa tinh thần mà không gì có thể thay thế nổi. Và từ đây, mãi mãi con sẽ không được nhìn thấy mẹ. Và mỗi lần về với gia đình, cháu chắc sẽ không thấy bà và cụ đâu nữa, bởi vì âm dương cách biệt. Cụ ra đi, gia tộc dòng họ Trần mất đi một người con dâu hiếu thảo, một tấm lòng luôn trọn vẹn với làng xóm quê hương. Cụ ra đi, bạn bè làng xóm láng giềng mất đi một người bạn chân tình, cởi mở, hết lòng vì cộng đồng dân cư. Hội người cao tuổi thôn Đông Khê nói riêng và xã Đông Cường nói chung mất đi một hội viên
một cây cao bóng cả tỏa mát cho đời, và xã hội mất đi một công dân tốt luôn chấp hành theo mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Kính thưa gia đình Tăng Quyến, trong giờ phút đau đớn tiếc thương vô hạn này, chúng ta cùng nhau quy tụ về nơi đây để tiễn đưa cụ Phạm Thị Hoạc, người thân của chúng ta đang nằm bất động tại nơi đây vào cõi vĩnh hằng. Cho phép tôi được thay mặt cho hội người cao tuổi, cấp ủy chính quyền địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong thôn, chúng tôi xin chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát lớn lao này và xin hứa với cụ. Chúng tôi cấp ủy chính quyền địa phương cùng hội người cao tuổi và các ban ngành, đoàn thể trong thôn luôn một lòng đoàn kết cùng nhân dân trong thôn thi đua lao động sản xuất, thực hiện tiết kiệm, xây dựng gia đình luôn ấm no, hạnh phúc, thôn làng văn minh. Và xin được kính chúc cụ an giấc ngàn thu, sống khôn thất thiêng, phù hộ độ trì cho gia đình, cho nhân dân luôn mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước linh cữu của cụ, khói hương thơm bay tỏa để tưởng nhớ tới hương hồn cụ và vĩnh biệt cụ mãi mãi. Có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, đứng dậy dành một phút mặc niệm lần cuối với cụ để tưởng nhớ tới hương hồn cụ Phạm Thị Hoạc, người đã khuất. Một phút mặc niệm bắt đầu. Kính mời toàn thể quý khách sắp gần cùng toàn thể nhân dân chúng ta nghỉ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình lên đáp từ cảm ơn. Kính thưa các quý đại biểu của các cơ quan đoàn thể, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cậu mợ của họ hàng nội ngoại tộc, kính thưa các cụ, công các bà, anh chị em trong xóm ngoài làng cùng các bạn bè thân bằng cố hữu của gia đình chúng tôi. Sau mấy năm phải chống chọi với nhiều căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được các thầy thuốc tận tình cứu chữa, các con cháu tận tình chăm sóc, song vì tuổi cao sức yếu, mẹ của chúng tôi đã không qua khỏi. Bà đã ra đi về cõi vĩnh hằng lúc 16 giờ 7 phút ngày 13 tháng 1 năm 2020, tức ngày 13 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 88 tuổi. Đây là sự thiếu hụt mất mát rất lớn, không gì bù đắp được trong tình cảm và mọi phương diện của gia đình chúng tôi. Từ khi mẹ chúng tôi lâm bệnh đến tận những phút cuối cùng của cuộc đời và cả trong buổi tang lễ hôm nay, mẹ chúng tôi và gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể và cá nhân. Điều này gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, đó là lòng biết ơn xin gửi tới lãnh đạo chỉ huy Cục Hậu Cần Quân khu 7, lãnh đạo chỉ huy các phòng ban của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo chỉ huy và các phòng ban của Ban Quân sự huyện Đông Hưng, cấp ủy chính quyền và hội người cao tuổi của thôn Đông Khê và xã Đông Cường, các quý thầy Phật tử của chùa Hoàng Văn, cha xứ và ban mục vụ
cùng các hội, đoàn và bà con giáo xứ thôn Đông Khê. Các ông bà, cô dì, chú bác, anh chị, em nội ngoại tộc, các hội đồng hương, đồng môn, đồng niên, các gia đình thông gia, liên gia, thân bằng cố hữu và bạn bè gần xa, và sự quan tâm của ban tổ chức tang lễ. Kính thưa mẹ, hôm nay các đoàn thể, các thế hệ con cháu chắc ở khắp các phương trời đã về đây tụ họp để tiễn đưa mẹ về an nghỉ nơi suối vàng yên đất ngàn thu. Chúng con xin hứa sẽ thực hiện thật tốt những lời căn dặn và tâm nguyện của mẹ trước lúc đi xa. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người trong tăng gia, bối rối sẽ không thể tránh khỏi những điều thiếu sót. Điều này gia đình chúng tôi xin được thông cảm và lượng thứ. Kính thưa các quý vị, hôm nay sau khi tiễn đưa mẹ chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình trân trọng kính mời các quý vị trở về gia đình dự bữa cơm thân mật với gia đình để chúng tôi có lời cảm tạ. Tôi xin cảm ơn. Và tất cả quý vị làm tiếp chương trình, ban tổ chức xin được phép trân trọng giới thiệu và kính mời anh em con cháu nội ngoại của cụ lên thắp tuần hương lần cuối với cụ. Xin được phép kính. Chùa Hoàng Văn, thôn Hành Từ lên đọc kinh, làm lễ dập mạch và xin quan linh cứu phục vụ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa hương hồn cụ Phạm Thị Hoạch, pháp danh Diệu Minh Chân Linh, thưa gia đình tang quyên, kính thưa các cụ, công các bà, cô dì, chú bác, nội thân ngoại nghĩa, cùng toàn thể nhân dân trong xóm ngoài làng, giờ đây đã đến giờ tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Và lúc này, đạo tràng Phật tử chùa Hoàng Văn, thôn Hoành Từ đã về tới gia đình làm lễ rải phương, rước cụ về nơi Tây Phương Cực Lạc an giấc ngàn thu. Và lúc này xin mời đạo tràng cùng nhất tâm niệm Phật để cầu cho chân linh của cụ về siêu thoát về cõi Tây Phương Cực Lạc. Chắc tay con mãi dạy Phật trời, con đi độ người trăm tuổi về quê. Tăng gần ở bên tai. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi thiên ma dân ly đạo sư. Nghĩa trang Thơ Đông Khê. Ban tổ chức xin được kính mời ban triều công của giáo sư Đông Khê chúng ta vào nhà hiếu để chúng ta làm nhiệm vụ. Và để được hai là ban trống giáo sư Đông Khê, tiếp đến là ban trống Ú Lôi thôn Hành Từ, ba quý tăng ni Phật tử chùa Hoàng Văn thôn Hành Từ, bốn ban kim nhật nam giáo sư Đông Khê, năm ban kim nhạc nữ giáo sư Đông Khê.